Yeah, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Lan thang đường phố. Thì à, mới đây à, chị Hoa hậu <laughs> My à, đã lên một cái bài đăng khá là gây cấn nha cô chú anh chị. Đó chị cho rằng à, những người à, mà chị không hề biết đã tấn công chị và ngày hôm nay thì bên phía cơ quan chức năng cũng đã trả lời à, cho chị những cái đơn thưa mà chị đã thưa mươi mấy kênh, 40 mấy kênh luôn cô chú anh chị. Quá ghê gớm, không biết là thưa cái gì nít ảo nít giả về bả đi bẻ thưa hết thì tôi không biết là cơ quan chức năng tìm những cái người mà nít ảo nít giả đó ở đâu ra thì tôi vẫn chưa biết <laughs> tôi cũng thấy cũng khá là buồn cười chị cho rằng là lý do mà những người à, tấn công chị là lý do là chị à, dừng đợt drama chị không nói đợt drama nữa nên những người này tấn công ồ hình như chỗ này nó sai rồi đó chị mà nếu mà thật sự một người mà như chị chị dừng chị không nói về nữa thì đâu có lý do gì mà người ta đi kiếm chị người ta đi chửi chị em nói thiệt đó nếu mà chị thật sự là một người gọi là dừng drama mà không nói gì về hồng loan hay là không chửi với hồng loan thì không ai nói gì chị hết em nói thật sự luôn đó nếu mà có thưa thì hồng loan thưa chị thôi chứ ai đâu mà chị chị thưa hồng loan là thưa về cái gì ừ? chị thưa hồng loan chị thưa cái gì ừ? thưa hồng loan vô ơn với mình hay sao hay như thế nào à rất là cái căng nghe của quý anh chị. Thì à, em sẽ chia sẻ cái bài của chị à, bảy màu gì đó. <laughs> Mọi người đặt yêu thương đặt cho cái tên bảy màu nhưng mà em thì em em cũng à, tôn trọng chị ấy, em gọi là chị ấy là chị Misun ha, Kêu theo cái tên của chị ấy đàng hoàng. Đã đến lúc chờ đợi bấy lâu nay. Ồ căng à, chị thì ra chị là chờ đợi bấy lâu nay luôn cô chú anh chị ạ. À. Nhiều người lợi dụng drama ông nghệ sĩ lợi dụng vào mạng cộng đồng xúc phạm tấn công tôi và gia đình tôi Vì lý do tôi dừng không nói về drama nữa Các kênh youtube bám vào đó bịa đặt giật tích dẫn dắt fan Khép cho tôi hai cái từ là quay xe Đúng không? Thì ở đây thì chúng ta thấy là chỉ chị nói như thế này Tôi dừng không nói về drama nữa Phải không? Phải không? Có không à? không Chứ không phải là bây giờ lên tới gần thầm trăm rồi <laughs> 95, 96 gì rồi gần tới tập trăm luôn rồi, không dừng dữ chưa? Hả chị dừng dữ chưa? Chị quay lại chị tố cáo Hồng Loan như thế này, Hồng Loan như thế kia mà chị nói chị dừng. Trời ơi, ai là đang người đang giảng dắt dư luận? Ai là người đang giảng dắt? Em nói thật. Đó, trước khi mình mình nói là mình phải suy nghĩ lại cho đúng cái đã. Đó, mình suy nghĩ lại cho đúng cái đã. Mình hả nói chính chị là người gọi là khơi mào cái cuộc chiến này. đó Nếu mà cảm thấy đã em từng nói rồi của chúng chị cảm thấy chơi được nữa chơi chơi được nữa thôi nghỉ chứ không quay bao giờ quay lại rồi là đi nối xấu người khác làm cái gì đó cái đó mới thể hiện được cái đẳng cấp của mình đó chị đó chị làm cái này là không thể hiện được đẳng cấp rồi tôi phải khóa bình luận tôi không trả lời là vì việt nam tôi có pháp lực không thể xả rác trên cộng đồng mạng và đối xử với nhau như những người vô học vô văn hóa <laughs> chị có văn hóa ghê đó <laughs> chị có văn hóa ghê á người ta chị đâu có giúp gì cho người ta đâu mà chị quay lại chị chửi người ta vô ơn chị có văn hóa ghê á chị gọi người ta là đứa con vô ơn con này con kia mà chị có văn hóa ghê á họ cười tôi suốt mấy tháng nay nói rằng bà bông hậu bà mì xào cá bảy màu chỉ hù thôi chứ nó không dám kiện ai đâu hãy chờ xem nhé à, vậy <laughs> à, là ai gọi chị là bông hậu nè chị cũng kiện nha Ai gọi mì xào chị cũng kiện nha Ai gọi cá bảy màu thì chị cũng vẫn kiện được nha Đó rất là căng rồi đừng có gọi là trốn tránh nữa không chị người ta, người ta tên Misun thì kiểu Misun đi Mì xào làm cái gì Đó kêu mì xào quá cũng thưa đó Đó những ai bị đặt vu khống xúc phạm hồ theo các kênh youtube dẫn dắt tấn công tôi và gia đình tấn công tôi vào fanpage tấn công vào kênh youtube tấn công vào zalo nít ảo nít thật tôi đều thưa hết các kênh truyền thông YouTube đợi xem pháp luật xử lý như thế nào. Làm người phải học hỏi cái tốt để cải thiện bản thân, tốt cho gia đình mình và góp phần cùng nhau phát triển nước nhà. Trời ơi. Chứ không phải hùa nhau cào phím chửi rủa người ta vô tội vạ. Nói không học, hỏi được gì cho bản thân mình mà còn góp phần kéo xã hội con người đi xuống vì lối sống vô đạo đức, vô ơn và vô tâm Ai vô ơn ai ta? Ừ? Sao lại có vô ơn đây nữa cô chú anh chị? Ai vô ơn ai ta? À, ai vô ơn ai vậy? À, chị Xuân ơi, ai vô ơn ai ạ? À? À, ở đây có ai thấy ai vô ơn với với chị Xuân chưa ạ? À? Chứ tôi thấy là Chị bám vào hồng lon, chị kiếm tiền ra ma xong rồi chị quay lại chị chửi người ta, những cái người đó mới là đúng là vô ơn ấy. Những cái người đó mới đúng là vô ơn đó cô chú anh chị chứ tôi thấy hồng lo không có làm gì mà để chị chửi vô ơn cả không hoặc là cái tự vô ơn này tôi dành cho chị luôn cũng mới đúng bởi ngày xưa tôi giúp chị mà tới lúc tới lúc mà tôi tôi cần cái sự mà uh, nâng đỡ của chị lại thì chị lại nói một câu rất vũ phàng fan của chị không thích em rồi bây giờ thích chưa thích dữ chưa không thích dữ chưa tôi góp phần có tiếng nói cho hồng loan thì chắc chắn là ai cũng phải thích thôi đúng không những người ủng hộ hồng loan đó, tôi góp phần tôi tiếng nói cho hồng long mạnh lên mạnh hơn trên cái mạng xã hội thì người ta chắc chắn là sẽ thích tôi thôi đó tôi đâu có làm gì tôi đâu có chửi những 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 cô chú đó đâu mà cô chú đó không thích tôi chị là những người vô ơn là đúng mới đúng đó, tôi ngày xưa tôi từng giúp chị mà đó từ đi quán này quán kia nhậu rồi xong rồi tôi kéo kênh cho chị rồi tôi chỉ chị cách làm này kia mà tới lúc tôi cần chị 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 lại nói một câu rất vũ vàng không mình cần chị xuân nói chị xuân ơi kéo cho em cái, cái cái video này với em làm sao mà nó nó, nó view ít quá đó chị nói là à, không được em ơi à, cái gì à, fan của chị không thích em gì đó. ủa tôi làm gì không thích tôi ta tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài thì ra sau này tôi mới biết là chị sợ tôi lấy hết view hết like của chị hiểu không <laughs> đúng là những kẻ vô ơn thường nói người khác vô ơn <laughs> đúng luôn đó cô chú anh chị tiếp theo nha còn nữa bất kể ngành ngày nào cũng đặt cái tâm và cái đạo đức lên trên hết nếu sống không có đạo đức không có chuyện không nói có chuyện có nói không nói sai lạch bị đặt vu khống người khác chỉ vì đồng tiền bán rẻ lương tâm thì ngành nghề nào cũng sẽ bị tiêu tan nhanh thôi nhất là hiện nay bây giờ các kênh truyền thông nghiệp dư mọc lên như nấm thiếu kiến thức có thể học hỏi nhưng thiếu đạo đức và thiếu tâm thiện thì sẽ không bền được đâu dù bất kể ngành nghề nào đúng không? Mà nói là gì? Nhất là hiện tại bây giờ các kênh truyền thông nghiệp dư mọc lên như nấm vậy là ai là chuyên nghiệp? Ở trong đây là chị nói ai là chuyên nghiệp? Ừ? Ai là truyền thông chuyên nghiệp đâu? Đúng không? Cái này không phải gọi là truyền thông được cái này gọi là mấy youtube à, kể cả chị cũng vậy không truyền thông không <laughs> truyền thông là bên báo chí rồi đó người ta mới truyền thông chính thống rồi đó cái đó mới truyền thông còn này là chỉ là mạng xã hội thôi Sao mà gọi là truyền thông được Nha à, Chưa đủ trình để gọi là truyền thông được Nghe cô chú anh chị Nhắc lại cái câu Mà cười nhạo tôi Là nó không dám kiện ai đâu Chỉ hù thôi Đây là câu nói thiếu kiến thức Mà không chịu học hỏi Họa từ miệng mà ra đấy Hiện đang 46 người đơn được đang xử lý và bổ sung thêm các đơn kiện tiếp theo Trời ơi rất căng rồi rất căng rồi biến căng rồi lần này chị mi chơi tắt tay rồi biến căng nha cô chú anh chị trời ơi chị Sun chơi tắt tay rồi kiện 46 đơn rồi nhưng mà hiện tại thì đang bổ sung thêm nha bổ sung thêm nữa chèn ơi Ô lần này chắc YouTube chắc lên đường với chị Xuân rồi, chị Sun đẩy lên dĩa luôn rồi. Chị Xuân nói rồi, chị Xuân dừng Đờ drama à, của của của, của Hồng Loan lại chị không có nói rồi mà ai à, vô chửi chị chèn. Ủa chị Xuân chị xong chị không đi du lịch đi chị Xuân hả đi du lịch đi trời ơi còn ở nhà lên mạng rồi chưa đi du lịch nữa mọi người <laughs> không biết bốn cái vé kia có ai gọi là 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 là, 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 là bù cho chị chưa không là có ai đăng ký đi cùng với chị chưa nữa đó không hay là chị bốn cái vé đó chị phải tự bỏ tiền ra rồi giờ chị cây cây cú á cô chú anh chị cây cú quá không biết làm gì lên mạng chửi tiếp <laughs> nếu mà thật sự à, mà chị xuân thưa á thì uh, nói chung là cũng rất khó để để gọi là xử lý những cái nick ảo nha, những cái nick ảo rất khó xử lý của chú anh chị đó những cái người mà bình luận trên kênh rồi đó thưa đi thưa dùm tôi cái thưa tới 8 tháng nữa chứ tôi chưa biết ở đâu mà kiếm nữa những cái nick mà youtube bình luận á nha comment ở phía dưới đó không biết đường đâu mà kiếm đó không còn tôi ngồi ở đây thì có thể biết đường kiếm chủ kênh thôi chứ không biết đường gọi là kiếm những cái nick ảo đó đâu không những cái ảo đó khó mà kiếm nếu người ta không xuất hiện trên mạng sòi khó mà kiếm lắm đó cái này tôi nói thiệt đó chị là, bớt ảo lại đi đừng có tốn tiền vào những cái chuyện vô bổ đó để tiền để dành mình đi truyền nước biển đi để dành mình đi chuyện nước biển bởi vì mình hay bệnh trong người á em nói chung là em mà nói vậy em chưa có, có có, 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 chửi chị Misun nha cô chú anh chị em chỉ là em khuyên chị thôi bởi vì thấy chị có căn bệnh trong người á chị hay bị bệnh bệnh tới bệnh lui á thì em kêu chị là nên nghỉ ngơi đó nên dừng drama đi nên đừng có nói drama nữa nghỉ ngơi để cho tinh thần mình thoải mái đó bệnh tật thì nó cũng bớt đi đó nhưng mà chị không nghe chị lên mạng chị đáp trả này đáp trả kia chị cho mình là này lại nọ đó rồi cuối cùng sao bị tấn công tấn công ngày hôm nay đi thương người ta trời ơi chị chửi người ta được mà chị nói người ta được mà chị nói người ta vô ơn này kia được mà sao bây giờ chị lại uh, đi thưa là như thế nào đó chị thương chị thương người ta chắc người ta không biết thương ngược lại ạ à. À, đúng không nếu mà chị thương người ta thì người ta sẽ thương ngược lại chị thôi Đó Cái câu chuyện của Hồng loan chị vào đó chị để chị kiếm tiền Nhưng mà chị sau khi một thời gian Thì cũng giống như cái bộ bà Tâm Sơn này Có những cái dấu hiệu à, không trung thành à, Có những cái dấu hiệu à, Chỉ lợi dụng vào đó để kiếm tiền Và không làm theo ý họ thì họ bắt đầu có những cái trạng thái gọi là quay xe quay lưng à, Tung tin nhắn tung này tung kia nhớ em nhớ chị mi xuân cũng tung tin nhắn tung ghi âm đâu mà những cái đó là là là, là cũng có thể thưa được nha quý vị đó, những cái đó là có thể thưa được nha những cái đó là uh, riêng tư đó cá nhân riêng tư đó mà chị tung lên đó chị nên nhớ là khi mà chị thưa người ta thì chắc chắn khi mà người ta nhận được đơn thưa thì những cái uh, tin nhắn mà chị ngày xưa chị đưa lên đó thì chắc chắn là cũng sẽ có một cái đơn khác cho chị uhm. đó cái đó này nó thật đó đó còn lên mạng nó qua nó lại thì thôi chứ có gì đâu đó ai đúng thì mình binh ai sai thì mình nói thế thôi chứ đâu có gì đâu của chú anh chị đó không cuộc sống này nói chung là đừng nghĩ mình làm được mà người khác là không được ha rồi chị sao bây giờ chị không ngồi chị kéo fan nữa giùm em cái đi đó mới thấy chị xuân bán mấy miếng đất kìa không biết là có thiệt hay không <laughs> hay là lâu ngày quá đang lên tự sướng tự ảo giống như cái hình mà uh, tiệm vàng của chị vậy đó lâu lâu cái chị up lên lâu lâu cái chị up lại up qua up lại up qua up lại à cuối cùng bán đâu tiệm vàng bán đâu 8 năm trước gì rồi <laughs> bây giờ vẫn còn những tấm hình Không nhận ăn mày quá khứ quá không bớt ăn mày quá khứ đi chị ơi phải sống thực tại phải sống hiện tại đó à, chị xuân giờ đang bán được mấy miếng đất rồi không biết là bán mấy miếng đất rơm tiền đi trung quốc để đi bản sám hối trước bao công rồi <laughs> đi khai phong phủ để sám hối rồi đó thấy mình tội lỗi quá đúng không đó mấy bà mấy má lên mạng tưởng đâu là fan của mình đó fan của mình mình muốn mình muốn dẫn dắt người ta đâu dẫn dắt đó mình muốn cho người ta như thế nào thì cho mình muốn nói người nào như thế nói nhưng mà mọi người quên rồi những cái người fan đó đó những cái người mà đăng ký kênh của của chị Sun đó là cũng những người yêu quý hồng loan đó không? rất ít một thành phần nào đó đã quay xe thôi Chứ thật sự là nhiều người yêu quý Hồng Loan lắm cô chú anh chị Bởi vì đến thời điểm hiện tại chúng ta đâu thấy đâu có thấy Hồng Loan làm cái gì sai đâu Mình thấy Hồng Loan là càng ngày được nhiều show hơn nè Được nhiều cô chú anh chị ủng hộ hơn Đó không? Cái điều đó là ở đâu mà có Không phải tự nhiên mà có Bằng sự nỗ lực của Hồng Loan để mới có được ngày hôm nay Chứ không phải tự trên trời rơi xuống đâu Đó nếu mà không cần sự nỗ lực mà vẫn có được thì bé ve nó cũng có được mà đúng không nhưng mà bé ve thì sao đó đâu có được gì đâu đó bây giờ ngồi chỗ rất là tức nha tức tối tại sao ngày xưa mình đem hồng loan ra giữa công chúng mình nói như thế trời ơi cuối cùng làm cho ông bé nổi tiếng luôn <laughs> tính ra là hồng loan mà có ngày hôm nay là cũng phải cảm một phần cảm ơn à, mẹ con cô sáu đó nếu mà mẹ con cô sáu không có phơi bậy chuyện đó thì đâu có ai ủng hộ hồng loan đâu đâu có ai biết đâu đó nhưng bây giờ thì người ta biết đó, nên người ta ủng hộ rất là nhiều đó rất là nhiều nhưng à, gần đây thì cô chú anh chị thấy rồi bộ ba tâm sơn bắt đầu quay xe có những cái bất lợi cho chị lon đó khi mà chúng gọi là tấn công vào những cái mặt hàng à, cũng như là những cái cửa hàng đó chúng lên chúng du khống nào là hàng giả hàng giỏm rồi hàng kém chất lượng rồi nào là tung dữ liệu buôn bán hàng của hồng lon tôi không biết là lấy cái những cái, cái thứ đó ở đâu ra <laughs> những cái thằng thám tử đó, nó ảo lắm nó ảo lắm nó ảo, mà ảo sức mạnh lắm ảo tưởng sức mạnh lắm <laughs> những thành phần đó giờ bữa lên xin lỗi quay xe xóa hết clip bây giờ nè đó cái chiêu nó là chính như thế thôi đó, còn con kia là sẽ tung tin nhắn ghi âm hình ảnh rồi ra nè sắp rồi sắp có rồi không thằng luật sư thế nào cũng đưa cho nó một mớ thông tin để cho để cho nó lên nó sổ tiếp mà không mọi người chờ đi đó tôi nghe là nó dẫn dắt fan gì đó ghê lắm đó, fan em làm đó giờ không đâu có fan ai đâu ở đâu có ai fan em đâu có chính chị đó không có fan đó những người nào yêu thương À, câu chuyện, đó, người ta vào, người ta đăng ký, người ta ủng hộ mình thôi chứ thật sự gọi là fan của mình thì nó hơi khó nha, đó, những cái người mà ảo tưởng hay gọi là trời ơi cái đó là fan của tôi đó, ừ, fan này vẫn kia, đó. thôi, những cái người kênh youtube đó thì bớt ảo lại đi ha, đó. người ta đến câu chuyện này vì người ta ủng hộ hồng loan, nha nếu mà bạn không nói chuyện không không nói về hồng loan nữa thì người ta sẽ không ủng hộ thôi thế thôi thấy mi là một cái bài học đó nó một cái sự tuột view khủng khiếp đến thời điểm hiện tại chị không biết làm sao để lấy lại <laughs> đó chứ đừng có nói tới chuyện mà chị kéo fan của hồng loan về chị nói là chị phải ngồi đây 5 tháng để chị kéo lại những người mà ngày xưa chị mang đến cho hồng loan chàng ơi tôi không biết là chị mang đến cái gì chị mang đến cái gì thì tôi chưa thấy nhưng mà tôi thấy là chị không thể kéo được rồi đó bởi vì người ta đến với hồng loan người chị tại chị nói chuyện hồng loan người ta mới xem còn phải thời điểm đó mà chị nói chuyện khác đi người ta mới người ta xem chị mới hay đó mới hay nha còn chị nói chuyện hồng loan thì đương nhiên người ta sẽ phải xem rồi bởi người ta ủng hộ hồng loan mà đó chứ chị đừng có đừng có ảo tưởng đừng có kéo kiếp gì nữa cho mệt nha và một lần nữa nữa cũng nói với chị luôn đó là những cái nét ảo đó là thôi đừng mất thời gian chi thì chứ không thưa được đâu khó lắm khó lắm nha được nhưng mà khó nha cho có quyền thưa nhưng mà điều tra thì hơi khó điều tra chắc cũng phải lâu chắc 8 năm nữa <laughs> 8 năm nữa mới điều tra mấy nít ảo được <laughs> rồi cảm ơn tất cả của chúng chị đã xem và ủng hộ cho kênh nha à, mọi người ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nha cô chú chị rồi hẹn gặp lại cô chú chị trong video tiếp theo xin cảm ơn và hẹn gặp lại